Chào bạn. Một trong những cái vấn đề được mình đề cập ngày hôm nay đó là cái hiệu ứng ngược. Đấy. Hiệu ứng ngược trong quản lý trong kinh tế lẫn là trong 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 nhiều trường hợp khác nữa, nhiều lĩnh vực khác nữa. Đấy. Ở đây thì mình chỉ nói ở trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh thôi nhé. Thì vào năm 1984, McDonald's ấy tung ra cái chiến dịch tặng đồ ăn miễn phí. Nếu mà nước Mỹ giành được cái huy chương trong kỳ Olympic. Nhưng mà theo cái nghiên cứu số liệu ấy thì năm đó là Olympic ở những cái năm trước ấy, ở những năm trước chứ không phải năm đó. Đấy. Thì trung bình là giành được khoảng 90 huy chương. Đấy. Và cũng trong cái năm đó, nước Mỹ giành được là 170 cái huy chương các loại. Chính vì thế thì người tiêu dùng có thể dùng một bữa ăn đầy đủ bánh này, nước, khoai tây đấy mà không mất một xu nào. Thì như thế nào? Thì McDonald's là người chịu thiệt nhiều nhất. Là McDonald's. Như vậy thì McDonald's là có lẽ là sẽ mong Mỹ thua nhiều nhất. Đấy. Ở trong một cái tình thế bất lợi thì người mua hàng trong một cái giao dịch sở hữu nhiều thông tin hơn hơn là người bán, tức là người mua hàng ấy họ biết nhiều hơn và họ hiểu nhiều hơn người bán. Họ sử dụng cái kiến thức đó để giành được lợi thế. Ví dụ một người có chiếc xe hơi nhá, đã qua cái thời hạn bảo hành rồi, nhưng họ muốn sửa chữa xe miễn phí thì họ làm như nào? Họ sẽ mua thêm bảo hành. Đấy. Mua thêm bảo hành trước khi mang xe tới xưởng để sửa chữa. Thực chất là như thế nào? Thực chất là người bán ấy họ thông minh hơn. Họ cố tình tạo ra kẽ hở đấy để cho người mua tận dụng nó. Và khi tận dụng nó thì họ có thể kiếm lời từ từ cái kẽ hở đấy. Từ cái việc mà người mua họ họ dùng cái kẽ hở đấy. Đấy. Thì tương tự trong cái thị trường lao động cũng vậy. Nếu bạn giảm lương để đối phó với dư thừa lao động, có nghĩa là có rất nghĩa là trong công ty bạn dư thừa lao động và bạn giảm lương đi để cho nhân viên nghỉ bớt, thì chúng ta cũng gặp cái hiệu ứng ngược nó trên. Người giỏi sẽ sao? Người giỏi họ sẽ nghỉ, họ không làm việc với bạn nữa. Còn người dở như thế nào? Người dở họ sẽ ở lại và vô tình làm cho công ty của bạn, vô tình làm cho cái tổ chức của bạn ấy. Người lao động với cái nhân lực tồi nó được tích lũy dần lên đấy, nó nhiều lên và làm cho hiệu suất cũng như là cái thành quả lao động nó không như ý mong muốn của bạn. Đó chính là cái hiệu ứng ngược. McDonald's dám chấp nhận bỏ tiền ra để có được cái gọi là tốt cho cái công ty của mình, tốt cho doanh nghiệp của mình. Người mua hàng tận dụng kẽ hở, nhưng kẽ hở đó lại chính do người bán tạo ra. Đấy. Và hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ lần tiếp theo.